Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của Sao. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút vui vẻ và thư giãn trên kênh của chúng tôi. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như mở chuông thông báo để cập nhật những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Và sau đây là những tin tức mới nhất của ngày hôm nay. Kim Go-bin và Shimina sẽ chính thức cưới hỏi vào năm sau. Kim Go-bin và Shimina là một trong những cặp đôi đẹp nhất xứ Hàn, đã gắn bó với nhau tận 5 năm. Dù Kim Go-bin bị ung thư vòm họng, Shimina vẫn không ngại bận rộn vất vả mà ở bên chăm sóc cho bạn trai. Mới đây, chủ đề chuyện cưới hỏi của cặp đôi quyền lực này đã thu hút sự chú ý lớn khi một nhà tiên tri bất ngờ dự đoán thời điểm hai người lên xe hoa. Cụ thể, trong chương trình Fest 19 của đài TVN, một nhà tiên tri đã nói rằng Kim Go-bin và Shimina rất tương thích với nhau. Tôi tính được rằng mức độ tương thích của họ lên tận 70 điểm, và đây là số điểm cao so với mặt bằng chung. Đó là một mối quan hệ khó có thể tách rời một khi đã bắt đầu gắn kết. Shimina có cơ hội sinh con vào năm nay và năm sau, nghĩa là cô ấy có thể sẽ kết hôn từ năm nay. Còn về phần Kim Go-bin, tôi thấy anh ấy đến gần với người yêu hơn vào 2 năm nay hoặc năm sau. Cả hai người đều có cơ hội cưới sinh vào năm 2020-2021, và may mắn hơn là cả hai người đều có cơ hội vào cùng thời điểm. Kim Go-bin và Shimina công khai mối quan hệ vào năm 2015, đến nay gắn bó đã được hơn 6 năm. Người hâm mộ vô cùng mong chờ cặp đôi này về chung một nhà sau nửa thập kỷ gắn bó.